Thưa quý vị và các bạn, Đầm Dơi là huyện có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất tỉnh Cà Mau với hơn 62.000 hecta. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất lúc nào cũng chịu tác động bởi nhiều yếu tố từ thời tiết đến môi trường, kỹ thuật, giá cả thị trường. Vì vậy, thời gian qua, nông dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Trong đó có không ít mô hình sản xuất mới, sáng kiến mới, cách làm hay đã và đang được huyện nhân rộng, từ đó góp phần phát triển kinh tế xóa nghèo. Hiện trên địa bàn huyện có diện tích nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh hơn 1.900 hecta, có hơn 2.700 hộ nuôi. Trong đó diện tích nuôi tôm thâm canh 518 hecta, 858 hộ nuôi. Diện tích nuôi tôm siêu thâm canh hơn 1.400 hecta với hơn 1.800 hộ nuôi. So với trước đây, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh phát triển khá nhanh vì hiệu quả kinh tế đem lại khá cao. Năng suất bình quân diện tích mặt nước nuôi đạt 40 đến 50 tấn trên hecta trên vụ. Với diện tích 4,9 hecta, ông Võ Minh Hảo, ấp Tân Phước, xã Tân Đức thực hiện mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 8 năm nay. Ông xây dựng 8 ao nuôi, mỗi ao từ 800 đến 1.600 mét vuông và thiết kế 20 ao lắng, ao sẵn sàng, diện tích từ 500 đến 3.000 mét vuông. Mỗi năm ông Hảo nuôi 2 vụ, mỗi vụ 4 tháng nuôi và thả 1 triệu con giống. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2021 và 2022, ông Hảo thu hoạch trên 45 tấn tôm, tôm loại 23 con trên ký, giá gần 200.000 đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 2 tỷ đồng. Hiện ông Hảo đang chuẩn bị các điều kiện để thả giống mới. Xác định mục tiêu phát triển thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh là mô hình nuôi tiên tiến, được đầu tư rất bài bản, khâu quản lý rất nghiêm ngặt. Khu nuôi được thiết kế có cả hệ thống ao lắng lọc, ao chứa và xử lý nước thải, chất thải. Hệ thống ao ương, ao nuôi được lắp quạt và oxy đáy. Ao ương, ao nuôi, ao lắng được trái bạc hoàn toàn và được che lưới bao quanh và ở phía trên. Tôm được nuôi ở mật độ cao, thời gian nuôi ngắn, sản lượng lớn, mô hình nuôi khép kín. Người nuôi chủ động, ít phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, nên tỷ lệ thành công cao. Với việc áp dụng các kỹ thuật, quy trình khép kín, nên đã giúp nông dân của huyện Đầm Dơi thực hiện mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đạt hiệu quả rất cao. Quy trình là gia đình là xử lý là từ cái nước đầu vô, đầu vào cho đến là cái khâu là cấp nước vào ao, là coi như là như tự động quá, là như là đằng này nó làm hệ thống là lắng thô, rồi là tràn về ao sẵn sàng, rồi ao sẵn sàng xử lý xong là bơm ngược về ao, ao sẵn sàng thứ hai, thứ ba để chuẩn bị là cấp vào cái ao nuôi, hoặc trong khi là tôm lớn mình đủ điều kiện để thay cái lượng nước. Thì qua cái nhiều vụ nuôi thì bản thân với và cùng với mấy anh em kỹ thuật thì cũng rút nhiều ra nhiều cái kinh nghiệm xử lý cho nó đạt được cái những cái kết quả như mong muốn. Qua nhiều năm nuôi thì bản thân và cũng là giám sát cái khu nuôi thì là rút ra nhiều cái kinh nghiệm. Thứ nhất là xử lý hệ thống lắng lọc cho nó là an toàn và nó sạch. Và thứ hai nữa là cái hệ thống là ao thải. Ngoài nuôi tôm siêu thâm canh, bà con nông dân trong huyện Đầm Dơi còn thực hiện nhiều mô hình nuôi tôm có sự cải tiến về kỹ thuật như quảng canh cải tiến năng suất cao, nuôi tôm nước tỉnh. Gần đây, nhiều hộ cải tiến quy trình nuôi tôm theo hướng nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn, phơi đầm cắt vụ, kết hợp sử dụng vi sinh, chế phẩm sinh học. Đây là một trong những mô hình đang phát huy được hiệu quả sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người nông dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi. Ông Trương Văn Phúc, ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, thực hiện mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến hơn 9 năm nay. Với diện tích gần 4 hecta, ông cải tạo đất và luôn giữ mặt nước so với mặt trảng, bãi tắc nước. Mỗi tháng ông sử dụng vi sinh 2 lần, giúp giải quyết môi trường nước, tạo thức ăn tự nhiên. Khi nước bốc hơi, ông bơm nước vào ao chứa riêng diện tích 9.000 m2 và đánh vi sinh trước khi bơm vào vùng nuôi tôm. Bình quân 2 tháng thả 1 lần tôm, 50.000 con giống.
Mỗi tháng ông đặt lưới bắt 2 con nước, trung bình 60 kg tôm. Tôm đạt trọng lượng từ 25 đến 30 con trên ký, trừ chi phí còn lại trên 10 triệu đồng. Thì nuôi thì quảng canh cá tiếng này cũng đạt yêu cầu, mà chắc bước tới thì cũng phải cải tạo vuông đầm phơi cho, mà cải tạo thì trước khi cải tạo thì phải mà xả nước ra cho khô phơi đầm rồi cho nước găng chim rồi mình mới lấy nước vô rồi mình xử lý rồi mới thả tôm. Cái hiệu quả thời gian qua đó rất là đạt, mà tiêu chí đạt chuẩn. Tính đợt tới này đó, miễn mà hội họp thì cũng nhân rộng ra nói với cho bà con để chia sẻ, để mà mình nuôi đặng cho chúng hết, điều ai cũng có chúng hết, mình phải duy trì để nuôi quảng canh cải tiến này nó đạt tiêu chuẩn hơn. Do địa bàn chủ yếu là nuôi trồng thủy sản nên việc mua con giống kém chất lượng thường xuyên xảy ra, nên hiệu quả sản xuất của người dân không cao. Thời gian gần đây, nhiều nông dân đã chủ động thực hiện hiệu quả mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn nhằm kiểm soát được nguồn tôm giống thả vào vùng nuôi. Ông Nguyễn Văn Lợi, ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, vào cuối năm 2018, ông xây dựng bể ươm có diện tích 80 m vuông, chiều cao 1,2 m. Ông Nguyễn Văn Lợi thả 80.000 con tôm sú giống, mật độ 1.000 con trên mét vuông. Sau 24 ngày nuôi, tôm đạt 800 con trên mét vuông. Tỷ lệ thành công đạt trên 85%. Với kết quả trên, bình quân mỗi tháng ông thực hiện gieo tôm một lần. Mỗi một lần thả gieo 300.000 con tôm giống, gieo khoảng 20 ngày. Tỷ lệ sống 260.000 con, tỷ lệ đạt 87%, tôm đạt kích cỡ POT 25. Sau đó, ông thả ra vùng nuôi khoảng 30.000 con, mỗi con nước sổ từ 7 đến 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, số tôm giống còn lại ông bán cho người dân xung quanh, cũng thu lãi mỗi tháng hơn 5 triệu đồng. Thì trước đây nuôi truyền theo truyền thống của địa phương á, thả tôm của trại nên hiệu quả rất thấp, nên nay được nhà nước ủng hộ cái bể để nhân rộng mô hình. Thì tôi là nhân rộng đây là cách đây là trên một năm rồi, thì thấy bắt con giống về thả rất là hiệu quả. Như hiệu quả như là khi bắt con bót về là con bót phải qua kiểm dịch, giống tốt, chất lượng. Và thứ hai đó là dèo con giống trong cái bể là khoảng 15-20 ngày đưa ra thả là tránh được cái cá và cái mầm bệnh. Khi trong dưỡng tôm khỏe mạnh là nó không có mầm bệnh, là tôm đạt đồ con. Đó. Sau khi thả xuống thì cả khoảng một tháng là thấy tôm nó đạt đồ con rồi, cả 3 tháng, 2 tháng ngoài là có thể là mình bắt được. Theo cái năng suất thả con giống trước đây á, tiền có thể nhiều hơn con giống thả bây giờ. Hiện bây giờ một hecta thả chỉ 5.000 con giống là nó đạt bằng khoảng mình thả 50.000 tôm chạy là không bằng 5.000 giống, mà nhưng vẫn chất lượng. Trước đây không chất lượng là thả xuống là con giống nó không đạt, không mất luôn, mất tiêu luôn. Nó cá ăn đâu mất hết á. Còn hiện bây giờ là thả ra là mình kiểm soát được. Nó mà ra là thả xuống là nó đạt đồ con. Và trừ ra nó thiên tai thôi. Nó theo hồi trước đây là những đất của tôi là thả, nhưng khi tới những năm thả sổ không có tôm tép gì hết. Thôi tôi thả xuống bây giờ dù gì là thả xuống là sổ là có. Như năm nay tôi hồi làm giờ trong năm nay là tôi thu hoạch là khoảng 200 triệu một năm. Rồi tới đây tôi cũng nhân rộng mô hình dèo để cho bà con thả nuôi con giống hiệu quả. Nhưng tôi hiện bây giờ là tôi dèo trong một tháng là 300.000 con. Và tôi thả nuôi và phân phối cho bà con cũng lan rộng, nuôi cũng có hiệu quả. Thành ra tới đây là cố gắng tôi cũng tạo điều kiện cho bà con có con giống tốt, chất lượng cao. Nếu trong khi dèo là không phải có cái đợt. Trước đây là cũng khuyến nông của tỉnh có mở cái lớp học dạy tại nhà tôi là trong 7 tuần. Thì dạy qua quá trình dèo và kỹ thuật khi con tôm
nước nôi dạng tôm khỏe mạnh như thế nào là tôi sẽ nắm kỹ thuật, trong đó mới có dèo có thể hiệu quả. Tôi xử lý nước trong vòng khoảng 15 ngày. Trong 15 ngày là tôi dùng men vi sinh và phán chất đưa xuống, rồi là tôm giống là tôi thả vô và tôi chạy oxy 24/24. Rồi là khi cái đáy ao mà nó dơ là tôi xưng phong ra. Rồi tôi cũng dùng men vậy đó, rồi cho ăn định kỳ quánh phán 3 ngày một lần. Phán 3 ngày một lần. Rồi cho ăn đầy đủ, và tới khi mà không có dùng thuốc cho ăn, chỉ dùng men vi sinh thôi. Bên cạnh con tôm là chủ lực, thì huyện xác định con cua cũng là thế mạnh của riêng mình trong phát triển kinh tế. Ông Quỳnh Văn Sáng, ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, thực hiện mô hình nuôi cua an toàn sinh học cho biết. Với diện tích 3,5 hectare đất sản xuất, ông được hỗ trợ thả 4.600 con cua, mật độ khoảng 0,13 m2 trên con, trị giá 4,6 triệu đồng. Hơn 7 tháng triển khai thực hiện cua đạt khoảng từ 2 đến 3 con trên 1 kg. Ông Sáng cho biết dự kiến thu hoạch đạt khoảng 500 kg cua trong thời gian tới. Với loại hình sản xuất kết hợp nuôi trên, mỗi năm ông Sáng cũng có thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng từ con tôm và từ 50 triệu đồng từ con cua. Đúng rồi, thường thì nuôi theo cái quảng canh truyền thống thì cái hiệu quả nó không cao. Tỷ lệ thả con giống nó nhiều nhưng mà cái tỷ lệ đạt thì rất thấp. Từ khi xây dựng cái cánh đồng 50 hectare, coi như là vừa qua thì tới nay đã được 2 tháng thì cái lượng cua của bà con là trong 24 hộ thì coi như đạt khá tốt. Nhiều số lượng cũng nhiều hơn so với lúc ban đầu. Còn tôm vẫn phát triển. Bởi vì cái sử dụng phân là vi sinh hữu cơ và men vi sinh thì tôm cua thì nó phát triển rất nhanh và rất đẹp. Con tôm thác thì coi như là còn con cua, cho nên nó phụ con tôm, nhưng mà cái nó bền vững hơn. Thì kỹ thuật thì nói chung là sau khi qua thì tập huấn cũng 2-3 đợt để cho bà con thấm nhuận cái theo cái quy trình đó. Ví dụ là bước đầu là mình phải chắc nước phơi đầm, rồi phơi đầm xong rồi coi như là 5-7 ngày sau khi nước chim thì coi như là trên sẽ hỗ trợ phân và men, coi như là mình là lấy nước sắp chản rồi mình dục vô là 3-4 bữa 4-5 bữa rồi bắt đầu là mình thả con giống vô đó thì coi như là thì tới nay cũng được 2 tháng sau khi con giống cua đã đầu tư cho, thì tới nay đã 2 tháng thì nhà trọng lượng nó cũng 150 đến 250 cả gram, đến nếu con nào bự thì có 200 gram. Vì nó khác là sau khi là mình sử dụng cái loại này thì vừa làm sạch môi trường và tăng thức ăn cho con cua và con tôm, cho nên đó là vì cái phát triển nó nhanh hơn theo cái quảng canh truyền thống lúc trước, cho nên cái là hiện nay thì cũng phát động bà con là theo định kỳ là chúng ta để hợp đồng để mua thêm dặn dặm vô đó, thì coi như hôm nay cũng đang phát động cho bà con. Dự án nuôi cua thương phẩm theo hướng hữu cơ được triển khai cho 24 hộ dân ở ấp Hiệp Hòa Tây với diện tích 50 hectare, thả 62.500 con cua giống, mật độ thả nuôi bình quân 7,5 m2 trên con, nguồn vốn 62,5 triệu đồng do trung tâm khuyến nông Cà Mau hỗ trợ. Tốt hơn, nó xanh con cua, nó cua này nó xanh chứ không phải cua như ở đây, cua bự nó xanh tốt lắm. Giờ bự cỡ màu nó xanh bự, mới nay mới 2 tháng mấy mà cũng cỡ này à. tôi đất tôi gông á, nó bự hơn mấy đất không có gông. Đất gông mình thả đại xuống này. Thả vô gốc cây rồi đó, chỗ nào gốc cây cỏ rồi nó mình thả vô đại, có xử lý nước rồi phơi đầm rồi mình xử lý vôi chất ấy rồi đó, rồi thả thấy ngon lắm. Lần này mình không biết nó dư vô cỡ nào, không biết, thấy nó bự ngon lắm. Ngoài con tôm con cua,
huyện cũng xác định con sò huyết cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Sau khi mua sò cám từ Cần Giờ về, mỗi một ký từ 10 đến 15 triệu con giống. Một lần lấy từ 50 đến 70 triệu đồng. Và sò giống được ông Nguyễn Thanh Hào ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh gieo trong 3 ao trái bạc. Điều kiện nuôi sò cũng khá đơn giản. Ao gieo có diện tích từ 40 đến 50 mét vuông, không tốn chi phí thức ăn. Nguồn nước tự nhiên từ vuông của gia đình. Hơn một năm học hỏi, triển khai, đến nay ươm sò huyết giống bước đầu đạt nhiều kết quả, thu nhập ổn định. Cứ khoảng 20 ngày, ông Hào sẽ đi lấy sò giống một lần, chi phí khoảng 50 triệu đồng. Cũng khoảng thời gian đó, gia đình cũng xuất bán một đợt. Trung bình, nếu sò đạt từ 70 đến 80% sẽ mang đến nguồn thu khoảng 50 đến 70 triệu đồng. Ngoài mô hình ươm sò giống, ông Hào tiếp tục duy trì mô hình nuôi sò thương phẩm trên diện tích 3 hectare đất của gia đình. Sò giống được ông gieo trong mồm đến 60 ngày để sò cứng cáp mới thả vào vuông nuôi. Năm 2022, gia đình thu hoạch được 4 tấn sò thương phẩm, với giá bán dao động từ 100 đến 120.000 đồng trên ký, tùy kích cỡ của sò, từ 100 đến 80 con trên ký. Tổng nguồn thu ông Hào đạt được là 560 triệu đồng. Ấn tượng hơn, trừ hết chi phí, còn lãi 500 triệu đồng. Mấy năm trước tôm nuôi nó cũng với cua nó ngày nó cũng cạn kiệt, nó cũng không có là trúng gì cho mấy. Do đó tôi mới là quyết định chuyển sang là nuôi sò thịt. Thì sò thịt thì tôi nuôi cách nay là khoảng 7 năm rồi. Là rất thành công. Năm nào cũng lời. Gia đình cũng lời từ là trăm ngoài 200 triệu cho tới là 300 triệu. Đặc biệt có năm rồi này là tôi thả sò cám này, sò ép là 50 triệu vốn mà tôi lời là khoảng 500 triệu tiền lời. Cái hiệu quả nuôi sò này đó, muốn lợi nhuận cao là phải nuôi sò cám. Sò cám nó rẻ tiền, giá tiền nó rẻ so với cái sò ngàn. Sò ngàn thì nó nặng đồng vốn hơn, còn sò cám thì nó rẻ hơn. Bị sò cám mỗi con nó có mười mấy đồng mà. Nhưng mà năm ngoái đó tôi mua lô sò kia nó lớn hơn sò tôi gieo đây, nhưng mà giá thành nó hơi cao hơn. Còn là bây giờ là làm lâu ngày nó có kinh nghiệm á, cho nên là mình gieo nhỏ hơn rồi bán giá thành cho bà con nó rẻ hơn, cho bà con dễ nuôi chứ không có gì khó. Bởi vì là nếu sò cám này đó là phải nuôi theo cái quy trình của tôi gieo, tôi hướng dẫn là theo cái quy trình là ba giai đoạn. Một giai đoạn thứ nhất là khi mua về đó là phải là thả vào cái mùng lưới mạnh, mùng có cái đít để mình quản lý cho được con tôm và con cá. Lúc ban đầu là quản lý cho bằng được. Vấn đề đó là khoảng một tháng sau đó là bắt đầu mình làm cái ô nhỏ là khoảng 100-200 mét vuông, tùy theo là cái đồng vốn mình mua nhiều ít. Rồi đó là gom cái mùng làm vệ sinh sạch sẽ, rồi giải ra cái ô nhận xung quanh đó là khoảng 100-200 mét vuông đó. Trong cái thời gian giải xuống đó khoảng một tháng rưỡi sau thì sò nó lên sò ngàn hết rồi. Lên sò ngàn hết rồi là giai đoạn thứ hai. Hết giai đoạn thứ hai là mình chuẩn bị đó là bãi nuôi của mình là phải gào lưới, bắt cua cho sạch sẽ. Rồi bắt đầu là mình xúc trong cái giai đoạn thứ hai đó là thảy ra ngoài nuôi. Đó là ba cái giai đoạn mà tôi là tâm đắc nhất để là gieo sò giống này để bán cho bà con là gần xa, trong và ngoài xã. Những năm gần đây, nông dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã mạnh dạn áp dụng nhiều mô hình khác nhau và đạt được hiệu quả kinh tế khá cao. Trong đó, mô hình nuôi ốc bươu đen bước đầu đã đem lại tín hiệu khả quan.
ông Nguyễn Độc Lập, ấp Tân Đức A, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, thực hiện mô hình nuôi ốc bươu đen hơn 2 năm nay. Do một lần tình cờ, ông Lập đã nghĩ đến con ốc bươu đen và đã tự mày mò, nghiên cứu để nuôi tại gia đình. Buổi ban đầu, ông chỉ mua gần 2 ký ốc bươu giống, gần 50 con. Sau thời gian nuôi, ông đã nhân giống được 11 đến 12 ký ốc giống, tự cho trứng ốc nở thành ốc con. Hiện ông Lập đang thả 2 hộp ốc thịt và ốc con gần 30 mét vuông. Bình quân từ 4 đến 5 tháng nuôi, ốc thịt và ốc giống đạt trọng lượng từ 20 đến 25 con trên 1 ký. Thế nuôi ốc bươu đen mang lại hiệu quả kinh tế cao, chi phí cũng không nhiều, công chăm sóc ít, nhẹ nhàng, thức ăn không phải tốn kém. Ốc bươu đen chủ yếu ăn bèo, lá khoai mì, các loại lá cải xanh và một số lá cây xanh khác dễ tìm kiếm xung quanh nhà. Ông Lập xây dựng 2 hồ nuôi ốc bươu đen và làm thêm 2 hồ dự trữ. Ngoài nuôi ốc bươu thịt, hiện nay ông Lập còn nuôi ốc bươu đen để sinh sản. Bình quân mỗi ngày, số ốc này sinh sản từ 90 đến 100 trứng. Trứng ốc bươu đen ốc khoảng 15 ngày sẽ nở thành con. Do nhu cầu nuôi của người dân, ông Lập bán 1.000 ốc con giá 500.000 đồng. Ông đã bán được hơn 10.000 con. Giá thị trường hiện nay ốc thịt từ 70 đến 80.000 đồng trên 1 ký. Nhiều nơi cũng đã đặt hàng ốc thịt của ông Lập và hứa hẹn sẽ cho thu nhập khá từ mô hình trên. Đặc biệt, ốc bươu đen không thích ứng nhiệt độ cao, nên mùa hè cần phải chú ý chống nóng bằng cách thả thêm bèo và hồ nuôi làm mát bằng mành lưới hoặc trồng cây có thân leo phủ bóng mát. Còn trong mùa đông, ốc gần như không hoạt động, nên người nuôi cần phải giảm bớt nước trong hồ, thả nhiều bèo để giữ ấm cho ốc. Hiện tất cả số ốc bươu từ 40 đến 50 ký của ông Lập đã chuyển xuống ao đất để ốc có thể phát triển nhanh hơn. Mua về ăn thôi mà, nhưng mà thấy nó lạ rồi mới thả thử rồi nuôi, rồi mới rút kinh nghiệm ra từ từ rồi mới nhân rộng lên. Bà con chịu làm thì rất là dễ, là nó rất là dễ luôn chứ không có gì khó. Nhưng nhân giống thì nếu bà con nào cần thì lại liên hệ lại, tôi cũng chỉ cách thức luôn và chỉ cho bà con luôn. Ông tôi vẫn duy trì mở rộng cho thêm nữa chứ không phải mà nuôi nhiêu đây thôi, cần mở rộng ra hơn nữa. Nuôi cái đó nếu nhân rộng ra thì phát triển kinh tế gia đình đó. Đầu ra ốc bươu này là rất là bền vững luôn, mà giá thì thị trường cũng rất cao. Để có nguồn thu ổn định, từ khi được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện hỗ trợ 28 triệu đồng mua con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật, ông Trần Bạch Đằng, ấp Tân Hiệp Lệ B, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, duy trì và mở rộng mô hình nuôi lươn không bùng. Từ ao trải bạc khó quản lý, hiện nay ông xây 5 bể, diện tích mỗi bể 4 mét vuông ở phía sau nhà để duy trì nuôi hơn 2.000 con lươn. Lươn giống được lấy từ Bạc Liêu, ông nuôi xây dòng, cứ 3 tháng sẽ chiết phân cỏ, chọn con đạt trọng lượng bán trước, con nhỏ tiếp tục dưỡng, đồng thời bổ sung nguồn lươn con khi có bể trống. Chính cách làm như vậy đã giúp mô hình luôn có nguồn lươn thương phẩm bán ra thị trường. Trung bình cứ 10 tháng lươn xuất bán được, đạt trọng lượng khoảng 3 con trên 1 ký. Kinh nghiệm nhiều năm áp dụng mô hình, ông Đằng cho biết yếu tố quan trọng nhất của nuôi lươn chính là con giống và nguồn nước phải đảm bảo sạch, độ pH từ 6,5 đến 8%. Ngoài ra, với mô hình này, sau khi nguồn nước nuôi lươn thải ra cũng được ông tận dụng để nuôi các loại cá và tưới cho cây trồng trong vườn. Từ mô hình ít tốn công, không mất nhiều diện tích đất, mỗi năm ông mang đến nguồn lợi nhuận cho gia đình hơn 150 triệu đồng. Nói chung cái mô hình này mình thực hiện năm nay nó là 9 năm rồi. Trong quá trình nuôi để đúc kết kinh nghiệm, vừa làm vừa học tập thì theo như mình xác định đó là muốn nuôi con lươn này thành công. Thứ nhất là cái yếu tố môi trường nước. Thứ hai là cái con giống phải rõ nguồn gốc và chất lượng đảm bảo. Thứ ba nữa mới tới là cái thức ăn, cái độ đạm cao. Trong quá trình nuôi thì con lươn chẳng có bệnh chứ không phải không, nhưng mà chúng ta phải giữ nước cho nó sạch để đảm bảo. Thứ nhất là con lươn do cái da trơn nó dễ mặn cảm với nước, thành ra chúng ta nước sạch chừng nào á thì con lươn nó sẽ tốt chừng nấy, ít xảy ra cái bệnh cho con lươn. Con lươn thường thường mình nuôi là nó sẽ rơi vào những cái tình trạng bệnh như là bị ký sinh trùng, rồi nó đóng vô mang hoặc nó làm lở lét trên cái thân con lươn. Thì trong quá trình đó nếu mà bị sự cố đó thì chúng ta sẽ thay nước thường xuyên và dùng thuốc để mà xử lý, phần đa là Ambi với Techa
pha loãng vào nước với thức ăn rồi mình tạt vô trong nước để cho lươn nó ngấm vô là trong vòng 3 ngày nó sẽ hết bệnh. Dễ nuôi, dễ kiếm thức ăn, ít công chăm sóc nhưng lại có giá trị kinh tế cao. Con dúi đang được nông dân ở Đầm Dơi lựa chọn phát triển kinh tế gia đình, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tháng 5 năm 2021, do không có điều kiện chăm sóc, người em trẻ của anh Thức từng làm trang trại nuôi dúi ở Hải Phòng đã chuyển 50 con dúi về Cà Mau để anh Võ Việt Thức ở ấp Tăng An Ninh A, xã Tạng Khương Nam chăm sóc. Anh Thức đã đầu tư xây dựng 3 căn nhà cơ bản để nuôi chồn, kết hợp nuôi dúi, vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng. Thời gian đầu nuôi do chuyển về nơi ở mới, dúi bị sốc nhiệt. Anh Thức cũng chưa hiểu nhiều về đặc tính của chúng nên đàn dúi hao hụt 10 con. Không nản chí, anh quyết tâm tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm. Sau hơn 1 năm nuôi, qua tìm hiểu trên mạng và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều người, đến nay anh Thức gần như hiểu được mọi sinh hoạt, tập tính, những căn bệnh thường gặp, cách xử lý và nhiệt độ thích nghi của dúi, từ đó đã điều chỉnh phù hợp. Như việc con dúi thích nghi ở nhiệt độ 20 đến 25 độ C, anh Thức đã lắp la phong, quạt và máy đo nhiệt độ tự động tại nhà để kịp thời điều chỉnh thích hợp cho đàn dúi. Dúi trưởng thành có chiều dài thân khoảng 25 đến 35 cm, thức ăn rất đơn giản và dễ kiếm, gồm tre, hạt bắp, thân mía và mỗi ngày chỉ cho ăn một lần vào chiều tối. Không nên cho dúi ăn quá nhiều khiến con vật tích lũy quá nhiều mỡ, vì một con dúi trưởng thành mỗi ngày chỉ cần ăn một mẫu mía, một mẫu tre là được. Ngoài ra cho dúi ăn thêm vỏ mía, vỏ măng hay ít bắp để dúi có thêm chất dinh dưỡng, mau lớn hơn. Chúng có trọng lượng nhỏ nên có thể sinh sống trong chuồng nuôi nhỏ, ít chiếm diện tích và rất dễ chăm sóc. Chuồng có thể xây hoặc đổ tấm bê tông gắn lại với nhau theo kích thước cao 60 cm, rộng 50 cm và dài 50 cm. Tuy nhiên chuồng phải kín gió nên bố trí nơi ít tiếng động, không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào và càng tránh việc để dúi ăn thức ăn đã hỏng. Khi đó dúi mới phát triển khỏe mạnh. Đến nay anh Thức đã thành công nhân giống được 5 con dúi và có thêm 7 cặp đang được phối giống. Hiện anh Thức nuôi 3 loại dúi cơ bản gồm má đào, xám mốc, bạch tạng. Giá dúi thương phẩm trên thị trường hiện nay có giá từ 700 đến trên 1 triệu đồng trên ký tùy loại. Bình quân một con dúi thương phẩm sau 1 năm nuôi đạt trọng lượng từ 2 đến 6 ký. Dúi con sau 20 ngày tuổi biết ăn bán với giá 3 đến 4 triệu đồng trên cặp. Nuôi 8 tháng đến 1 năm có thể phối giống sinh sản. Thời gian qua có xã Tạng Khương Nam có nhiều mô hình, đặc biệt là mô hình của tôi là mô hình dúi, là mô hình mới nhất của xã Tạng Khương Nam cũng như tỉnh Cà Mau. Trong thời gian nuôi tôi cũng có gặp nhiều khó khăn, mà qua tìm hiểu trên mạng tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm để củng cố kiến thức nuôi dúi sau này của tôi. Thời gian này dúi của tôi cũng đã phát triển ổn. Dúi của tôi được có bây giờ cũng sinh sản được con này, còn bây giờ còn những cặp sau là tôi đang nhân giống thêm. Theo tôi thì đặc tính của con dúi nó cũng thích nghi với môi trường ở tỉnh Cà Mau của mình. Như là nhiệt độ là phải dưới 30 độ C. Còn đối với ông Nguyễn Văn Vui, ấp Kinh Chuối, xã Quế Phạm Bắc, vào năm 2012, sau khi học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, ông bắt đầu nuôi 3 con chồn hương, mỗi con giá 3,5 triệu đồng, trị giá trên 10 triệu đồng. Đến nay, ông đã tự phối giống chồn phát triển được 70 con. Theo ông cho biết, chồn nuôi từ 3 đến 4 kg sẽ bán thịt, thời gian nuôi từ 8 đến 9 tháng. Giá khoảng 2 triệu đồng trên 1 ký, bán chồn giống khoảng 8 triệu đồng. Hiện nay chồn phát triển từ 0,5 đến 4 ký, mỗi lồng nuôi có diện tích từ 0,7 mét vuông trở lên. Bình quân mỗi ngày, đàn chồn của gia đình ăn 2 lần khoảng 10 ký chuối và khoảng 8 ký cà phê, chi phí mỗi ngày gần 200.000 đồng. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình cũng có thu nhập trên 100 triệu đồng. Ông Vui cho biết, mỗi năm chồn sinh sản khoảng 3 lần, mỗi lần từ 1 đến 3 con. Hiện ông đang tiếp tục nhân giống để phát triển thêm đàn chồn của gia đình và đang xây dựng chuồng nuôi nhiều hơn. Dự kiến ông Vui sẽ phát triển khoảng 70 con chồn trong thời gian tới trong diện tích đã được xây dựng mới. Bên cạnh đó,
ông Vui cũng đã tiến hành khai báo cũng như đăng ký ghe nuôi động vật hoang dã. So với việc nuôi nhiều động vật hoang dã khác, nuôi chồn không tốn nhiều diện tích và chi phí làm chuồng. Tuy nhiên, chi phí đầu tư con giống khá cao. Chồn Hương ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau như trái cây đến cá thịt. Theo tính toán mỗi ngày, một con chồn trưởng thành ăn từ 3 đến 4 trái chuối chín. Mỗi tuần có thể dặm thêm cá, thịt để bổ sung lượng đạm. Chi phí mỗi ngày từ 3 đến 6 ngàn đồng. Chồn sau 12 tháng đến 14 tháng bắt đầu cho sinh sản. Tùy vào mục đích nuôi con giống hay thương phẩm thì người nuôi càng có lượng thức ăn cho phù hợp. Để nuôi chồn đạt hiệu quả thì người nuôi phải chọn con giống chất lượng phù hợp với thời tiết của từng địa phương. Thời gian qua mình nuôi chồn thì thấy nó cũng nuôi được. Mà chồn con thì mình phải cố ý mình săn sóc nó một chút. Chồn nhỏ đường ruột nó hơi yếu. Mình phải theo dõi con nào nó có bệnh gì thì mình phải trực tiếp có thuốc. Mình điều trị nó chứ con chồn mà nó qua được chừng 2 tháng rồi thì con chồn khỏe rồi. Cỡ đó mình không sợ nữa. Hiệu quả nuôi thấy cũng tốt mà. Nuôi có phát triển theo tôi nuôi á. Theo tôi nuôi là thấy phát triển đó. Thời gian tới bây giờ mình cũng bởi tôi nuôi thấy được tôi mới phát động bà con ta nuôi thêm. Nuôi để dài dài nuôi mình thấy cái nào kết quả mình nuôi à. Bên cạnh thủy sản thì khởi đầu chỉ có 4 con dê. Từ năm 2015 đến nay, ông Lê Thanh Hải ấp Thuận Long A xã Tân Tiến đã tự nhân giống được đàn dê có gia đình, đến nay được 37 con. Đàn dê của ông có 15 dê sinh sản, một năm sinh sản 2 lần gần 30 dê con. Bình quân nuôi 8 tháng đến 1 năm, dê đạt trọng lượng từ 20 đến 30 kg. Ông Hải bán dê thịt, mỗi năm từ 3 đến 5 con. Hiện giá dê thịt dao động từ 80 đến 100 ngàn đồng, thu nhập từ 7 đến 15 triệu đồng. Do thức ăn, ông tận dụng từ cây cỏ xung quanh nhà, nên giảm được chi phí thức ăn. Bên cạnh đó, với diện tích đất sản xuất 2,2 hectare, mỗi năm sau khi trừ chi phí, ông cũng có lãi hàng chục triệu đồng. Cái mô hình nuôi dê này thì tôi thấy tại vì ở đây cái đất nó cũng rộng, thì thấy nó cũng dễ nuôi. Thì cũng công cán thì nó cũng ít mà ấy thấy cái lợi nhuận nó cũng được, cho nên là để nuôi để kiếm thêm một cái phần để giúp cho gia đình thu nhập thêm. Công chăm sóc thì chỉ cái tốn cái công mà để mình đi canh đi giữ thôi, chứ còn mà về thức ăn thì nói chung là hình như hoang dã hết. Cũng cho ăn là cũng nhờ đất của bà con, cho ăn cặp ở đất của bà con của gần đây thôi, chứ còn thức ăn thì coi như là không tốn, là không có để ra thức ăn, sức ra thức ăn. Còn lợi nhuận thì nói chung dê thì bây giờ hiện giờ giá thì nó đang xuống khoảng 80, dao động 80 với 100 ngàn trở lại, thì dê đẻ thì một năm nó đẻ 2 lần. Thì chắc lợi nhuận thì cũng thu nhập thêm để cho gia đình. Thì cũng duy trì tới hoài vậy đó. Thì cũng duy trì mô hình bây giờ đàn dê tôi cũng đang phát triển. Dê cái giờ hiện giờ là mười mấy con rồi. Nếu mà tính ra thì một năm là khoảng nếu mà một năm dê cái từ đàn cái này nó phát triển tốt là một năm là khoảng 40-50 con dê con. Còn đối với chị Lý Hồng Sương, ấp Thuận Hòa A, xã Tân Thuận, sau khi tìm hiểu đã mạnh dạn đầu tư nuôi heo rừng từ năm 2017 đến nay. Khởi đầu chỉ có 5 heo con, giờ gia đình đã có 40 con heo rừng. Chị Sương cho biết, với số lượng heo sinh sản 4 con, mỗi con sinh sản từ 9 đến 13 con, mỗi năm heo rừng sinh sản 2 lần, khoảng 80 heo con. Thời gian nuôi 2 tháng, heo đạt trọng lượng từ 5 đến 7 kg sẽ tiến hành bán. Hiện giá heo mỗi ký 150 ngàn đồng. Bình quân mỗi năm bán từ 15 đến 20 con, trừ chi phí trên 60 triệu đồng. Do đặc tính sống tự nhiên, chị Sương đã dành diện tích hơn 3.000 m2 để nuôi heo và tận dụng cây chuối để làm thức ăn cho heo rừng. Thì lúc đầu tôi thấy nó thấy cưng, hồi nhỏ nó thấy cưng nên tôi bắt nó về tôi nuôi. Nuôi rồi thấy nó cũng tập tính nó sống, thấy nó khỏe mạnh với mà mình dễ nuôi á,
thành ra mình phát triển mình nuôi tới bây giờ. Nó chăm sóc nó thì cũng dễ lắm, tại vì tôi thường thường ở đây thì tôi cho nó ăn bằng cây chuối cây mình đó, trộn với cám đó, rồi tôi cho nó ăn à, chứ cũng không có cho ăn cái gì nhiều chân á, chỉ như cái những cái phế phẩm nông nghiệp mà mình bỏ đó mình đem đi cho nó ăn hết. Thì thấy hồi từ hồi lúc nuôi nó đến bây giờ á thì cái thu nhập cho gia đình mình nó cũng ổn, cái kinh tế nó cũng ổn á, thành ra mình muốn phát triển để mình nuôi nhiều hơn nữa. Dạ hiện tại thì cũng đang có cái hướng là mở rộng chuồng trại và tăng cái thêm cái đàn giống nữa, tăng nhiều lên để cho nó sinh sản để có mà nguồn thu nhập cho gia đình. Chỉ tính riêng trong năm 2022, huyện có 94 mô hình sản xuất có hiệu quả. Trong đó, 83 mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn, tôm kết hợp sò huyết, tôm cua kết hợp. Chăn nuôi có 4 mô hình: 1. Chăn nuôi heo, 3. Nuôi trồng hương. Trồng trọt có 5 mô hình rau màu, đa cây đa con có 1 mô hình và 1 mô hình làm nấm. Qua thời gian thực hiện chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường chỉ đạo phát huy sáng kiến của cán bộ và nhân dân, tổ chức các mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất, đến nay huyện Đầm Dơi có trên 385 mô hình sản xuất, bình quân mỗi xã thị trấn có 24 mô hình. Đáng nói là toàn huyện có trên 20 mô hình sản xuất mới và sáng kiến mới, cách làm hay được rút kinh nghiệm và nhân rộng. Năm 2023, huyện Đầm Dơi đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó sẽ chú trọng việc nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát huy sáng kiến, áp dụng tốt khoa học kỹ thuật, tăng cường đa cây đa con trên cùng một diện tích, thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng và giảm nghèo 0,7% theo chuẩn mới. Việc tăng cường nhân rộng các mô hình mới hiệu quả, cách làm hay sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, đời sống của người dân nâng lên, từ đó góp phần sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng quê hương Đầm Dơi giàu và đẹp. Xe mua nhà xe hơi, nào bà con ta hãy vui theo điều nhạc, nào bà con ta hãy vui theo điều nhạc.